Xin chào bạn nha. Có giờ bạn gặp phải trường hợp này chưa ạ? Bạn muốn quick loop vào cái ô tính này đúng không ạ? Ô vàng này để sửa nhưng mà không thấy không không vào được đúng không ạ? Không thấy con trỏ đâu, con dấu đâu đúng không ạ? Đó, tôi quick loop chán này không được đúng không ạ? Thì đây là tại sao vậy? Đây là chỉ là một cài đặt của Excel thôi nha, không phải là Excel tại bị lỗi đâu nha. Thì bạn vào File Option vào tab Advanced. Thì ở đây bạn vào cái mục Allow Editing Directly Insert. Bạn tích đây cho mình nhé, tích đây này. Đó. Trong cái mục lớn là Editing Option này, đó, tích đây thì nó sẽ cho phép chúng ta sửa trực tiếp trên cái những ô tính bằng cách click nút chuột vào đó. Đó, cái nút chuột nó bấm vào đây. Ok một cái thì được đúng không ạ? Tôi cũng bấm cái nút nó bây giờ thì được đúng không ạ? Rồi. Rất dễ thôi đúng không ạ? Đây chỉ là một cài đặt Excel thôi nha. Rồi, hẹn gặp lại bạn trong những bài học tiếp theo nha.